Loạt hình ảnh cũ của Hoài Lâm khiến khán giả tiếc hùi hụi. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cuộc sống của Hoài Lâm ở quê nhà. Ngoại hình hiện tại của Hoài Lâm là điều khiến nhiều người phải chú ý. Từ khuôn mặt cho tới vóc dáng của Hoài Lâm đều phát tướng, tròn trịa hẳn. Dù gương mặt không bị mất nét quá nhiều, nhưng việc không chăm sóc ngoại hình khiến Hoài Lâm trông già dặn so với tuổi thật. Bên cạnh đó, khán giả cũng bắt gặp nam ca sĩ ăn mặc chuẩn trai quê, đi dép lê cực giản dị. Vào năm 2014 là thời điểm Hoài Lâm tỏa sáng khi tham gia cuộc thi gương mặt thân quen. Ở độ tuổi 19, con nuôi của Hoài Linh mang nét đẹp thư sinh, hiền lành và dễ chiếm cảm tình của người đối diện. Có thể nói, bên cạnh giọng hát trời phú thì gương mặt điển trai như hot boy chính là yếu tố giúp Hoài Lâm được các fan nữ say mê và theo đuổi nhiệt tình. Thậm chí có thời điểm vì độ nổi tiếng cùng với ngoại hình điển trai mà Hoài Lâm được so sánh với Sơn Tùng MTP, nên mặt pha lẫn giữa sự baby, thư sinh cùng với vẻ điển trai, nam tính của con nuôi Hoài Linh được cho là không hề thua kém giọng ca em của ngày hôm qua.